Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hàng và sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua những tin tức tổng hợp ngày hôm nay nhé. Với vẻ ngoài xinh đẹp, độ duyên khán giả cùng với khả năng lựa chọn kịch bản cực xuất sắc mà những sao nữ này luôn có độ thành công với những tác phẩm cực cao bất kể là có hợp tác cùng với ai. Thứ nhất, Song Hye Kyo. Không chỉ xinh đẹp rung động lòng người mà Song Hye Kyo còn là cái tên rất được yêu thích trên màn ảnh nhỏ khi mỗi lần tái xuất đều gây sốt. Bất kể đóng cặp cùng bạn diễn nào, cô nàng cũng đều cho thấy phản ứng hóa học bùng nổ và đội nổi tiếng của phim cũng sẽ vì thế mà tăng vun vút. Thứ hai, Park Min Jung. Nói đến Park Min Jung, ai cũng sẽ nghĩ đến hình ảnh của một nữ thần dịu dàng, ngọt ngào, nhỏ nhắn, đính cách ai cũng hợp. Chính vì vậy mà Park Min Jung không cần kén chọn bạn diễn cũng vẫn dễ dàng gây chú ý. Các tác phẩm của Park Min Jung tham gia đều đạt thành tích cao, chính vì vậy tên tuổi của cô chưa bao giờ sa sút. Thứ ba, Park Shin Hye. Là một trong những sao nữ trẻ vô cùng có duyên với các drama, Park Shin Hye luôn được mời tham gia các tác phẩm lớn cùng các bạn diễn tên tuổi. Chính điểm này đã giúp cho loạt tác phẩm của Park Shin Hye luôn thành công vang dội, tên tuổi của cô nàng cũng vì thế mà nổi dần dần. Thứ tư, Gong Ho Jin. Nữ hoàng rom-com là danh hiệu mà Gong Ho Jin nhận được sau khi tạo ra rất nhiều tác phẩm hài tình cảm đặc sắc và được yêu thích. Nét diễn duyên dáng tự nhiên của Gong Ho Jin chính là chìa khóa kéo khán giả không thể rời khỏi màn hình mỗi khi tác phẩm của cô nàng lên sóng. Khán giả luôn đếm từng ngày chờ nữ thần Gong trở lại. Thứ năm, Janara. Sở hữu vẻ đẹp trẻ trung đáng yêu hách tuổi, Janara tới nay vẫn luôn là lựa chọn cho rất nhiều dạng vai nữ chính từ ngây thơ hiền lành tới đau khổ, bị ngược, nữ cường nhân và lần nào Janara cũng làm tốt hơn cả mong đợi. Nhắc tới cô là hệt như nhắc tới một báu vật của làng phim Hàn hiện nay. Thứ 6, IU. Tuy diễn xuất ban đầu gây tranh cãi nhưng các tác phẩm của IU lại luôn gây chú ý. Khán giả ban đầu có thể nghi ngờ về diễn xuất của IU nhưng tiếp tục theo dõi thì lại thấy cô diễn không hề tệ, lại rất biết chọn phim. Chính điểm này đã khiến người xem chú ý và dần dần khám phá, tìm hiểu rồi mê mẩn IU lúc nào không hay. Chúng mình là Top Sao Hàn và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức thú vị nhé.